Đúng là tuổi trẻ chứ trẻ sự đời, nuôi tô mà cũng mà đẹp đặc sắc. Ngày hôm sau. Chị Google ơi, chị Google. Ủa, chứ không phải mi nhảy hồ tôm rồi à? Hận ta lắm mà kêu ta chi nữa. Dạ, hôm bữa em lỡ em chạc giận chị. Thôi, em xin lỗi gì nghe. Ta có nghe nhầm không vậy cu đông? Thôi không dám mô mi ơi. Tí chập lại bắt ta núa tiếng quảng nữa thì quát á nghe. Mô có, em nói thiệt á chị. Chị vũ rồi mà cái chi trên đời này chị cũng biết hết trơn. Em hạt chị không hết, mát chị phải hận, phải giận chị. Thôi cho em xin lỗi đi. Miệng lưỡi mi cũng hơi bị xiện á hì. Mà thôi, chuyện gì mày cứ hỏi đi, tao biết tao chỉ cho. Dạ. Chuyện là trước đây em làm du lịch ở Đà Nẵng đó. Cái dịch Covid năm 2019 bùng phát đó, cơ em cuốn gú em về quê luôn. Mà ràng lồm lộn hơi năm trời nay cũng khổ đén cho vợ nè. Mà cứ nghèo miết nữa đó. Chứ chị có cái cách gì mà chị chỉ cho em để em thoát nghèo được không? Thôi tao chịu á, tao còn không biết cách thoát nghèo cho tao, lấy chi chỉ mi. Ủa? Rồi mà ra em tưởng chị cái chi cũng biết chứ hề. Đúng, tao rất giàu về kiến thức nhưng tao không giàu về tiền bạc. Rồi trừ ra hề, chứ chị có kiến thức bừa hạt, sách vở gì cũng được. Chị giới thiệu chị cho em đi, cái rồi em tự hạt cũng được. Ok, giới thiệu cho mi quyển sách về quê lập nghiệp, tác giả là đồng hương với mi đó, người Quảng ngoại, có cha là gốc Quảng Nôm. Về quê lập nghiệp. Ok, cảm ơn chị nhiều nghe. Chúc chị đẹp ghê mới mẹ. Một tuần sau. Ông Đông ơi, ông Đông đâu rồi? À đù. Kinh ra ổng. Ngà mô cũng đứa. Chiều nay dễ mưa giông lắm mà mày. Lưỡng chi mưa giông. Tu thái là mưa mệt chứ. Ngà mô cũng mua đứa chiếc quốc không nghe. Thái ông tu quốc thì có. Nuôi tôm mà bà đẹp cũng đặc sắc. Đúng là chưa trả sự đạt. Đó đó. Nhát đi. Nhát đi rồi dắt. Tu bị rồi đó. Làm gì dắt? Nhạo sĩ mới dắt chứ bình thường dễ gì dắt hả? Mà luôn chứ mong bữa nay em hôn đặt sách kinh rồi á. Sách ha thì đặt. Đặt sách tốt mà có chi đâu. Sách mua cho bạn sách đi. Sách gì? Thì đại. Sách rượu sách mờ qua tái nhòa ông đại. Ôi thôi. Nhà mua ông cũng rứa hết. Thiệt trong bí á nè. Ông phải thay đổi ông bí nè. Thay đổi hoặc là chết đó. Ông dò ông lớn rồi ông lùm rang để còn dạ lại cho con kế nữa. Chứ chẳng lẽ cuộc đời ông ngâm miết trong men rượu nữa không? Thì cửa thầu chưa rang. Giúp. Thôi, tôi đặt sách, ông giúp một mình ông đi. Ok thôi. Một quyển sách này có gì ha ho mà tôi thấy ông tập trung ông đạt miết nữa ông đóng. Tốt vợ cuốn sách là người Quảng Ngãi. Ok, từ ngữ dễ hiểu, dễ đạt mà không phải vừa nghe. Cho tốt vợ này nè, là sáng lập của Tuấn Minh Sport, trung tâm thể thao lớn trong Quảng Ngãi nữa. Chưa nói là phó chủ tịch hội đồng quản trị của Vũ Phan Group. 20 năm lập thân lập nghiệp, bao nhiêu kinh nghiệm xương má, ông giàu hết trong quyển sách này. Thì đạt. Thôi chứ có gì đáo. Gớm ra nà. Đây không gớm. Dứt. Lục. Dứt đi ông kệ. Ô châu cho mua quyển sách nó gần bèn thùng bia thì đó bia thì mua theo thùng, sách lại mua theo cúng. Cho nên người thành thì ít, người bợ thì nhiều, nghèo biết phải rạo. Má ơi, đặt sách có hơi bo bữa mà nua chuyện kiểu ven thơ lơ lón tròn luôn qua hón. Ông cũng xiên á, chứ gặp tôi hả xét uống đắp cho dứt. Năm ngày sau. Ông Bí ơi, trò này mái ngà này chết ở đâu mà không nghe thúi đâu biết. Bí ơi. Ôi trời là trời. Có phải hướng đi ông nội? Ủa, chứ hôm qua mua rồi á. Ngồi chờ anh. Chù cho. Ông đừng có lùn, tôi sợ ông Bí nghe. Sợ chi sợ không?
Ông tha đổi được thì tôi tha đổi được chứ. Mình phải tha đổi, không tha đổi là chết đó ông ơi. Đúng. Cao núa này ra ngang quen kênh rồi. Không biết là chiều nay trời có mưa giông hăng, trời thấy đi nhảy cũng nhảy rồi. Mưa giông thì mình ở nhòa đặt sách. Mà công nhận ông này, quyển sách này ha thiệt, mà dễ hiểu nữa. Tôi ghiền nhất là cái mục mà những cái bãi ở cục đài á. Đồ. Nghe nó giống động trời. À ơi, tôi qua. Ta mấy bữa này dán. Cua ở trái chỗ mồ không thấy thúi. Qua thấy nhan rang ngồi đặt sách đi thấy cũng mừng. Thôi tôi về không ở đó ngủ thụ. À, mà ông cũng xiên nghe. Chứ gặp tôi à, xét uống đắt chọn nhanh. Nghĩa là tôi thúi thiệt đó ông nghe. Ở đó thúi đi. Tôi về á.